một cái nhóm mà nó đi vào một cái chủng gọi là cái nhũng độc đáo làm ngược. À, cái nhóm này là gọi nhóm trẻ độc đáo và làm ngược. Ở đây là nhóm thứ mấy rồi cô ha? Nhóm thứ năm. Nhóm thứ năm rồi à, chị Thảo. À, độc đáo và làm ngược. Đây là nhóm của em ha. Làm ngược. Đây là cái nhóm trẻ làm ngược, biểu là con ơi đem cái chén xuống, nó bưng cái chén lên, cái con ơi lên giường ngủ, nó chạy đi chơi, nó làm ngược mà. À, coi chồng ơi tới đây với em, bỏ đi chỗ khác. À, là thích làm ngược. À, thích chơi gì á, chơi chơi cái trò gì chứ. À, thích chơi trò gì cho độc đáo. À, vợ ơi đến đây với anh là thôi để em đi, là đi qua đi xuống giường, biểu lên giường thì đi xuống giường, biểu xuống giường thì đi lên giường. À, cái nó làm ngược thì mới vui thì ra đây chính là cái nhóm độc đáo làm ngược đó. Và cái nhóm này thì Quang đã làm cái là làm cho một cái gia đình này nó thú vị lắm, nó thú vị kinh lắm, cả cái nhà bố mẹ với hai đứa con mà cứ suốt ngày giằng con với hai cái đứa con đó, mà trong khi đó là đứa trẻ này là thuộc là đứa trẻ là thuộc cái nhóm thông minh rồi, IQ, mà cái nó nằm vô cái nhóm nước ngược này, nó nhóm ngược này đi chứ, tức là mà bố mẹ làm bảo hiểm đó, bố mẹ làm bảo hiểm mà ngày nào cũng la rầy với con ấy. Trời ơi đến khi mình làm ra cái bài xin chắc vân vai, cái là một trời ơi, anh chị đang mang trong một mình một đứa con thực sự là độc đáo, thì lúc đó nhận ra mới thấy bắt đầu cái tự nhiên trời ơi biết ơn cảm ơn cái bài báo cáo vô cùng. Hôm nay là anh ta cũng đã qua năm thứ ba rồi, anh ta giờ trưởng thành rồi, năm nay lên lớp 10, dễ thương, phong cách độc đáo ấn tượng. À, phong cách độc đáo ấn tượng, cực kỳ độc đáo và ấn tượng, nghĩa là mang ở trong người một cái gì đó, cái nét gì đó độc đáo, quần áo màu sắc. À, rồi phương pháp khác biệt trong điều hành quản lý và phản biện đó, các phương pháp khác biệt trong điều hành quản lý và phản biện có nghĩa là gì? Cho nó làm việc hoặc là nó điều hành cái gì đó, nó cũng phải điều hành, nó điều hành có một cái, nó có một cái nét gì khác biệt. Quản lý là phải quản lý khác biệt, nó làm là phải làm khác biệt, khác mới chịu, giống là không chịu. Vẽ cái việc là vẽ cái tập, vẽ sơ đồ tư duy cũng phải vẽ khác, khác bạn mới chịu, giống thì không chịu, ngược đời vậy đó, thích gì đó, chơi thì không chơi, chơi thì chơi, không chơi thì thôi. À, thích vậy. Rồi mặc cái áo cũng vậy, khác so với đám đông, cho mặc giống với đám đông không thích, có nghĩa là nhóm hai là phản biện. Đây là cái nhóm cực kỳ phản biện, ngay từ bé là tranh luận, hỏi là mẹ ơi, hỏi là con đem cái mâm cơm xuống con rửa chén, mẹ chén là mình rửa để làm cái gì. À, ví dụ mấy đứa nhỏ nhỏ hay đặt câu hỏi, mới lớp ba, lớp mới có 3 4 tuổi đặt câu hỏi ngược đời á, vui vậy á. Có nhiều ông bố bà mẹ nổi điên lên kia, chén thì rửa để ăn chứ làm gì con. À, qua có nhiều khách hàng trả lời với câu hỏi á, vui lắm. À, kêu con của em á, mới có 4 5 tuổi, hỏi mẹ đem chén xuống rửa để làm gì. À, hỏi như vậy á, hỏi gì mới nghịch trời. À, rồi cái tới giờ đi ngủ á, thì đi ra chơi, biểu vô đi ngủ không, đi chỗ đi chơi nghịch. Biết anh chị nào có con ruột những nhóm này không? Nè, cách nhận diện nè, linh động, tính cách mạnh, có lý tưởng riêng, chọn cái nhóm này là có lý tưởng riêng. Nếu như mà được môi trường hỗ trợ ngay từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn là đây là cái nhóm gọi là phải có một cái lý tưởng sống riêng. Quang có một cái khách hàng đứa nhỏ dễ thương, năm nay lên lớp 10, mơ ước trở thành một cái cầu thủ đá banh Ronaldo, mà ra đá thì không, ra đá thì ra đá cỡ khoảng là 10 phút 15 phút là mệt, nhưng mơ ước có một cái lý tưởng riêng đó anh chị, một mơ ước thì đó chính là một cái mơ ước đó. Hay lắm, thích suy luận, thích những điều huyền bí. À, tìm hiểu vũ trụ nè, cung trăng nè, rồi tìm hiểu những huyền bí nè, con người nè, tâm linh nè, con người có
con người có nguồn gốc từ đâu. Đó, thích tìm hiểu huyền bí. Cái bộ môn nếu như người lớn á, bộ môn thần số học nè, nhân tướng học nè, sinh trắc học nè, tâm lý học nè, NLP nè, là những cái gọi được gọi là những cái kiến thức mà nó sẽ giúp cho cái nhóm này khám phá cực kỳ nhanh. Và đó chính là cũng là một cái thế mạnh của cái nhóm này đó. Thế mạnh của cái nhóm này đó. Nếu như mà là người lớn á, là mình phải cho mình dấn thân vào những cái nhóm này, những cái gọi là điều huyền bí này thì mình thích lắm, khả năng là rất là thích. Đấy. Quang có một cái khách hàng, một cái anh đại lý thuộc cho cái nhóm này đây, thích lắm. Hiện tại cũng vẫn có một công việc, nhưng mà làm gọi là nếu mà có ngày, một ngày có khoảng thời gian là 30 phút, anh chị ở đây có một ngày không có thời gian 30 phút mà có cái điện thoại thôi mà kết nối mạng, Quang sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các anh chị, cũng có thể là tăng thêm thu nhập tháng 5 đến 10 triệu là bình thường, mà vui lắm. Đó, mình làm những cái điều mình yêu thích như thế mình mới vui được. À, mình sở trường, mình yêu thích, mình mới vui được, mình mới thấy cuộc sống ý nghĩa được, mình mới đi hướng quỹ đạo được. Thích suy luận hay phán đoán, dò hỏi, đánh giá, lập luận trái ngược. Tại sao 1 + 1 = 2 cô? Đặt câu hỏi vậy đó. Tại sao có cái tên gọi là cái cầu cố? Nhóm trẻ này là thường là như tập luận đánh giá. Khả năng kiểm soát công việc và phút chót đúng đỉnh, nước đến chân mới nhảy. Có nghĩa là làm một cái hoạch hay cái gì đó, ngày mai là lập là nộp bài rồi, và tối nay bắt đầu mới vô là bài học bài. Thường là phút chót. Mà thường là cái phút chót là mà khổ một cái là phút chót là ba điều đều giống em. Khổ một cái phút chót một cái là mới gọi là mới sinh ra cái sự sáng tạo, cái phay phút chót làm kinh khủng lắm. Cái người này phút chót gọi là năng lượng, họ dồn hết vô cái phút chót hay sao á, giống như kiểu là phút 89 gì đó, một trái banh mà gọi là phút 89 á. Có một cái trận đấu và đội hai đội đá banh 89, gọi là một cái giây phút làm nên lịch sử đó. Dễ sợ. Giống con em đó, tới chơi đã đời rồi cứ không chịu làm, cái tới giờ cuối giờ bắt đầu nhảy vô làm, thì gọi là phút chót đụng đỉnh, nước lên chừng mới nhảy. Không biết nhảy có kịp không, có nhiều người để nước thậm chí là ngang chân nữa, hơn chân nữa mới nhảy lên chân. Tư duy xử lý con số nhạy bén vào những giai đoạn nước rút, dễ thương không? Như vậy là nhóm người gọi là làm việc vào cái giờ chót, chơi cái đã rồi làm sao, chơi cái đã. Hỏi 1.000 câu hỏi em không đủ sức trả lời, đúng rồi đó. Cái nhóm này ha, Hồng Phượng ha, dễ thương chưa, con em hỏi miết luôn. Nó hỏi mà khi nào ba mẹ là Google, tức là bây giờ mà bằng cách giải pháp là lên Google, chỉ cho con lên Google. Đây là nhóm theo đuổi sự độc đáo và khác biệt. Nếu như mà làm một công việc gì, học tập cái gì đó, nó phải sinh ra cái sự độc đáo. Vẽ một cái mai mắt là nó phải vẽ một cái mai mắt độc và lạ, khác biệt, là nó mới chịu. Ghi một cái cuốn sổ, nó phải ghi mẹ bài ghi ngay ngắn không, con là phải ghi theo kiểu của con, độc và lạ là con mới sướng. Con mới cảm thấy mãn nguyện, con mới khoái, con mới thấy nó là đẹp. Dạy con lên Google, đúng rồi. Đó, mới dễ thương vậy chứ phải. Cho nên đây chính là cái nhóm, anh chị biết không? Đây là điểm mạnh nè. Và Quang chị, cho Quang có thể chia sẻ cho anh chị biết, đây chính là những cái thứ, những cái con người mà đã làm nên những cái lịch sử đó, anh chị. Làm nên những cái lịch sử. Những con người mà đã tạo ra cho các anh chị những cái sản phẩm mà các anh chị đang dùng đó, kênh không? Chính những cái tư tưởng đọc và lạ này nó mới ra. Cái ví dụ như cái cặp người ta là xoay như này, cạnh sách cặp như cái bóp á, là mình phải có dây đeo như thế này. Ví dụ vậy, bây giờ không thích, thiết kế ra cái dây mà quắt gì đi đó, đọc và lạ, thế là sản phẩm bán chạy vô cùng, bán chạy về vô cùng. Ai thấy khi mà mình đi làm ăn
mình lớn lên, mình vô doanh nghiệp, mình làm. Cái ông sếp mình giao cái việc gì đó là mình phải làm sao mà để cho ra một cái sản phẩm đọc và làm. À, ai ở đây đúng? À, ai ở đây thấy cái điều đó? À, là ai thấy đấy đó? À, vậy thì đây là nhóm trẻ nó có sẵn cái tố chất ở đó rồi. Vậy mà ngay từ bé một số anh chị, một số thầy cô, một số phụ huynh cứ biểu con theo rầm rắp theo cha mẹ, thế là nguy hiểm rồi. À, như vậy là chúng ta cần phải lưu tâm để phát triển cái ý này lên cho con. Phát triển lời khuyên, đây là nhóm cực kỳ hài hước và dí dỏm. Tôn trọng cách suy nghĩ khác và độc lạ, vô tư, công bằng, thưởng phạt và hỗ trợ, khuyến khích. Nếu như nhà hai anh em là phải công bằng, đây là cái nhóm trẻ đòi hỏi sự công bằng rất là lớn. Đó, mình mà thiên vị với một cái đứa trẻ đó thì khả năng không thích, không thích đâu. Con em hai nước ngược, à, ok Hồ Văn, hai nước ngược dễ thương nha, như vậy là biết cách dạy rồi đó ha. Lời khuyên nè, để mà phát triển được một cái nhóm người này, đứa trẻ, bản thân của người này thì nhận thức tính độc đáo của sự vật và sự việc ấy làng rà, nó muốn nói mình rằng là gì? Độc đáo và sự khác biệt là một cái điều cực kỳ tốt. Nhưng ở đây cái gì mà độc đáo, mà ví dụ như một cái mai mắt mà nó vẽ ra mà đọc mà đúng tiêu chuẩn là tuyệt vời. Nhưng mà đôi khi nó vẽ mà nó dùng cái từ gọi là nó liên quan tới dường là không thể chấp nhận được, những cái gì mà nó sáng tạo, những cái sản phẩm nó sáng tạo nó không thể chấp nhận được, thì đôi khi nó rơi vào tình huống là lập dị. Lập dị. Cho nên giữa cái độc đáo với cái lập dị á, mà nó có cái sự gần gần sát với nhau. À, cho nên là việc đầu tiên là phải nhận thức đúng cái tính độc đáo của sự vật sự việc là như vậy. Ha. Đó là mình phải dạy, nếu trẻ con là mình phải dạy cho con mình những cái điều đó, chỉ ra cho con mình cái sự khác biệt giữa độc đáo với là lập dị, trường phái lập dị nó khác, trường phái độc đáo nó khác nhau. Thứ hai đó là đặt mục tiêu cho bản thân và vì số đông. Đặt mục tiêu cho bản thân và vì số đông. Đây là cái nhóm mà gọi là cái nhóm đấu tranh vì hòa bình. Cho nên là cái gì mà liên quan tới lợi ích cho cộng đồng là tốt, mà họ làm ngay. Chinh phục, học tập nên kèm theo những cảm hứng và hoạt động sáng tạo. Như vậy trong học tập là phải tạo cảm hứng sáng tạo. Thường tập trung suy nghĩ kết quả, vì vậy trong công việc và trong cuộc sống cần chủ động đặt ra mục tiêu, thưởng phạt cho chính mình để dễ dàng đạt được hơn. Và chìa khóa dành cho cái nhóm này, cho những đứa trẻ này, cho những người này, đó là anh chị phải để ý nhóm này, đó chính là làm sao là tìm ra được cái nét độc đáo, cái nét độc đáo cho bản thân và sự sáng tạo. Đó là chìa khóa để thành, để cho cái nhóm này nó phát triển. Cái công việc gì, cái bài tập gì, cái nội dung học gì, nếu như mà nhìn thấy con nó sáng tạo ở trong cái trường cho phép, cứ để cho con làm. Giáo viên cũng vậy, nên mở ra cho học sinh đó, là đừng có đóng khung, để cho những cái nhóm trẻ này có cơ hội mà nó thỏa sức phát triển ý tưởng, công nhận, khuyến khích. Mình uống nắng từ từ thôi, công nhận, khuyến khích, uống nắng từ từ. À, như vậy là Quang đã chia sẻ cho các anh chị thêm một cái nhóm nữa, được gọi là cái nhóm văn, nhóm gọi được gọi là nhóm nước xui, hay còn gọi là cái nhóm nước tình cảm và cái nhóm nước đọc và lạ. Ai ở đây đã hiểu rất rõ về những cái vấn đề Quang đang chia sẻ, mình comment vào hiểu. À, comment vô hiểu. Như Quang là Quang thuộc vô cái nhóm gọi là nhóm nước. Và hôm sau là Quang sẽ chia sẻ cho các anh chị, đó là thêm một cái nhóm được gọi là cái nhóm chuyên gia. À, được gọi là nhóm núi đó. Một cái nhóm nó gọi là cái nhóm chuyên gia và nhóm thiên tài. Thì Quang thuộc vô cái nhóm đó. Cái nhóm này là nếu như biết kết hợp là cực kỳ giỏi, mà không biết kết hợp thì bình thường. Được không các chị? Ha. Như vậy là chúng ta đã nghỉ ngơi tại đây ha. Ok, cảm ơn cả nhà cực kỳ nhiều. Ngày mai chúng ta sẽ học một chủng nữa tuyệt vời nữa.
À, cái chủng này là phải nói là một số anh chị con anh chị có đó. Chủng này là phải là gọi là chủng thiên tài chứ không. Rồi, bye bye cả nhà. Cảm ơn cô.